Thưa các bạn đây, xin chào các bạn. Mình thấy là cái dòng game liên quan đến Yandere Simulator là xuất hiện rất là nhiều. Và hôm nay thì chúng ta có thêm một game nữa tên là Real Simulator. À vâng, Simulator mà còn đi chung với Real thì mình không biết là như thế nào đây. Và ở dưới là Haikun Fly các bạn, Battle Girl Line. Vừa nhìn vô là thấy là có rất là nhiều cái chữ gọi là đấu ở trong đây rồi. Bây giờ thì chúng ta thử chứ. À, thì cái game đây đại khái chắc là game đối kháng các bạn ơi. Mình thì hồi xưa từng chơi game đối kháng rồi. Mình chơi trên cái máy băng ấy. Nhưng mà đó là ký ức xưa cũ rồi, bây giờ mình chẳng nhớ làm như thế nào để có thể chơi được nữa. Nhân vật là như thế nào đây? Mình thấy nhân vật này khá là quen quen các bạn ơi. Mới vừa bấm vô chọn nhân vật xong là vào luôn rồi. Sakura này khá là quen. Nhưng mà nhân vật này có vẻ như là sở hữu súng. Như thế nào đây? Có súng không? Không có. Chắc là không có súng rồi các bạn ơi. Có súng thì quá là gian lận đi. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem nhé. Tuyển thủ của chúng ta, đối thủ của chúng ta là Akane các bạn ơi. Trời, họ báo quá, mới vừa vào là đã số má bay tới đánh rồi. cái thanh ở dưới là nổ là cái gì đó. Mình chưa rõ lắm là như thế nào đây. Nhưng mà chưa gì hết mình thấy là cái khả năng của mình bị thua là rất là cao. Bởi vì chưa gì hết là nửa cây rồi sao thốn thế, kẻ thù bị thiết lập mạnh thế. Không biết là có đánh theo màn hay không, nhưng mà mình nhớ là nếu mà chơi những cái game đối kháng thì là cái màn đầu tiên lúc nào nó cũng dễ hết. Rồi cái tay mình nãy mới phát sáng lên các bạn ơi. Rồi xong sắp mặt rồi. Đồ kẻ thù được thiết lập rất là mạnh, rất là ảo. Chưa gì hết mà ta thấy có gì đó không ổn rồi đây. Rồi lần này là mình sẽ phục thù các bạn ơi. Mình chỉ có thể gọi là đấm đúng một quả thôi, nhưng mà đấm cũng chậm nữa. Tại vì cái tầm nó xa quá, còn cái tầm của mình nó gần các bạn ơi. Nếu mà mình cứ chơi đấm một phát. Ơi khoai đã, sao nó lại có thể đánh mất vai được. Cứ rồi đó. Đó cứ đạp vô mặt nó vậy đúng rồi. Mình đã tìm ra cách đánh rồi. Nhưng mà cái cũng không công hiệu cho lắm. Nhưng mà đại khái là mình có thể gọi là tấn công nó từ cái tầm xa và nó sẽ không thể nào tiếp cận mình. Một cái kỹ năng khá là gian lận các bạn ơi. Nhưng mà nó cũng có thể tấn công được tầm xa. Ơi khó thế. Đúng rồi, mình muốn chơi cái chiêu này giống như hồi nãy các bạn ơi. Bây giờ chúng ta đã có thể phục thù được đó rồi. Những kỹ năng của tuyển thủ Sakura là gì đây? Cú đá tầm xa. Nhưng mà khác rồi. Nhưng nó bút cái gì lên là nó sẽ khác hay sao á. Nhưng mà nó lại giảm tầm xuống. Kỹ năng giơ một chân lên đá. Giơ một chân lên đá. Giơ giơ một chân lên đá. Quay nữa. Không ổn, cái này nó giống như là nó đã biết được cái kỹ năng của mình rồi các bạn ơi. Cho nên là nó chơi gọi là đá chọn ngược lại. Những cái kỹ năng này có tên gọi như nào đấy. Ui thép chút. What? No. Tốc độ đánh của nó nhanh quá. Đạp chứ mà. Đạp chứ mà. Đạp chứ mà. Ôi ôi. Vậy cũng thắng được à. Như bằng một cách đó mình vẫn thắng được, mặc dù là mình đã bị thua ngay cái bàn đầu tiên các bạn ơi. Và tuyển thủ Sakura của chúng ta đã giành được chiến thắng. Tiếp đến là ai đây? Đối thủ của chất lượng là Yuka, chỉ vô mặt. Mày chỉ đáng liếm gót của tao thôi. Vậy à? Tao sẽ cho mày biết thế nào là tức mạnh và quấy đá đá. Cái cú đá gì ta? Cú đá gọi là hương nhang hả? Tuyển Sakura lên thẳng bàn thờ vì tội bố láo. Đồ thốt thế. Chưa gì hết là cái màn 2 nó đã khó rồi các bạn ơi. Và cái con này còn chơi cái kiểu đá tầm xa nữa. Rồi đủ thứ loại combo gì nữa đây. Đá cho dập mặt luôn. Cứ tưởng là ngon xoay xoay xoay, hóa ra lại bị rồi. Nhưng bị đá chết. Nhưng mà không sao, mình là cái kiểu mà sau khi thua màn đầu tiên thì sẽ gỡ được bài các bạn ơi. Cứ yên tâm và tin vào mình đi. Mình cũng đã biết đỡ rồi thấy chưa. Mới như nói xong đá tung. Sao mà đá ghê thế các bạn ơi.
Nó đá kinh quá, đây là tuyển thủ đá đã được đặc hóa kỹ năng đá các bạn cơ, cho nên là mình là một cái đứa nửa vời, không ra đấm, không ra đá thì mới phát hiện ra một kỹ năng mới, không biết là làm như thế nào để có được cái làm múa được những cái kỹ năng này. Ê, hồi nãy mình đỡ hết luôn các bạn coi, nhưng mà cái sức nó quá nhanh rồi nó lại kích hoạt skill đó, cái con này khủng quá, what the hell, nó bị cái quái gì thế không hiểu nổi luôn, là cái game này thiết lập kẻ thù kiểu gì á. Nhưng mà có lẽ là cái Sakura mà mình đã chọn hơi bị gọi là ngu một tí, cho nên mình sẽ chọn thử cái khác xem sao nha. Ở dưới đây có rất là nhiều nhân vật nhưng mà không biết chọn ai đây. Thử chọn cái con mà hồi nãy mình đánh cái lúc đầu đi, con Akane này đi. Nãy mình thấy đánh khá là khó đấy. Biết đâu là nó, cái tốc độ đánh nó sẽ nhanh hơn thôi. Nhưng mà nếu vậy là mình sẽ gặp cái con Yuka ngay đầu tiên. Và nó sẽ đá cho mình ra bả. Đúng rồi. Cái này các bạn ơi. Đó, đúng rồi, cái kỹ năng đá này nó đá tới 2 lần lận. Khá là mạnh. Hóa ra cái nhân vật đầu tiên nhất là cái nhân vật mạnh nhất à. Mày, ôi. Đỡ đi ba. Đá thốn quá các bạn ơi. Rồi. Tập trung. Sao kỳ vậy? Nó có cái kỹ năng gì nó cứ chơi, nó ôm lấy người ta các bạn ơi. Hả? Cái này là gì đây? Rồi, ngu rồi, ngu rồi. Khó quá, cái game thì đỉnh quá các bạn ơi. Mình chưa thấy cái game tao bắt đánh cái người chơi đến mức mà gọi là không thể nào nhúc cái đầu lên nổi luôn. Chẳng cần phải nhân nhượng người chơi các bạn ơi, bây giờ là game nó làm như thế đi. Cứ đánh cho người chơi ra bả thôi, kệ mẹ nó. Bực ghê. Tại sao mình lại bị con này đá? Mình rất là ghét những cái trận chiến mà nó không có gọi là cái thắng đó các bạn, không có tỷ lệ thắng ấy. Nãy giờ không tìm ra được cái gì để thắng luôn. Không thể tin được cái gì thế. Bây giờ mình sẽ thử cầm cái con Yuka này chưa. Nếu mà mình không thể nào thắng được những cái kẻ thù đó là cái game này có vấn đề các bạn ơi. Con Yuka là con này đúng không? Con Yuka vẫn gặp Yuka à. Ôi giời, như thế trò chơi. Sao nó đá được vậy vậy? À, đá vậy à. Mình đá rất là nhiều các bạn ơi. Vậy sao chơi? Tuyển thủ Yuka cao là tuyển thủ mạnh nhất các bạn ơi, đã được đặc hóa những kỹ năng đá mà còn đá ra màu tím nữa. Cái màu mà mình rất là thích. Chắc là đây là Chakra tím rồi. Nào mà không có ai đánh lại. Trong khi tất cả những người khác đều bình thường thì chỉ có cái con Yuka đó là có kỹ năng đá rất là đỉnh thôi mà còn chạy theo dinh vào đối thủ nữa. Thì hai đứa có cùng một kỹ năng. Đó, đá như đi. Đó. Dính cái combo của con Yuka này chết chắc. Nhưng mà mình đã thắng các bạn ơi. Rồi. Xem ai mới là chủ dân ở cái chỗ này nha. Láo này. Ừ đúng rồi. Nó đỡ được hoài ta. Mình nghĩ là nó sắp sửa xả kỹ năng rồi, cho nên là mình sẽ cho nó một bài học các bạn ơi. Đúng rồi, đúng vậy, vậy. Ừ đúng rồi. Đá. Ừ. Tính ra cũng khá là vui các bạn ơi. Mặc dù là cái nhân vật này hơi bị phá game một tí. Kiểu này sao chơi được. Chơi kỹ năng rất là dễ các bạn ơi. Và cái dạng đá dưới này là kẻ thù không thể tiếp cận được. Trận tiếp theo của chúng ta sẽ là đấu với lại tuyển thủ Akane. Tuyển thủ là lúc đầu chúng ta đấu đây. Cũng vậy thôi. Akane, Akane gì nãy mình đã cầm Akane mình thua sắp mặt ra rồi. Thì Akane cũng vậy thôi. Hả? Làm cái trò gì á? Tấu hai á.
chơi vậy, tao chơi các bạn. Ê, giữ lơ chơi, giữ cái kỹ năng đá loạn xạ. Nó lại tiếp tục kỹ năng nữa. Kỹ năng phát động rất là đơn giản. Trước khi kẻ thù kịp đứng lên là có thể lại tiếp tục kỹ năng các bạn. Rồi, tới nhân vật có tên là Neko. Màu các bạn ơi. Ê, sao giống Naoko thế, bây giờ qua đây thành Neko. Để xem là chúng ta có thể gọi là cưng hết tất cả mọi thứ với lại cái nhân vật này không nha. Chưa tức đủ nộ. Làm sao để mà kích nộ đây, tao quên mất tiêu rồi. Nãy mình làm được các bạn cơ, nhưng mà bây giờ mình lại không làm được. Thỉnh thoảng mình đá bằng cái chân kia là như vậy. Ồ, xong này né ghê hết. À được rồi các bạn cơ, bấm rất là nhiều lần mới được. Nhưng mà sau khi mình kích hoạt xong cái kỹ năng, nó lại nó kiểu như là nó lại đầy cái cây nữa, cho nên là mình có thể chơi tiếp kỹ năng. Ơ à, một con gấu. Quay con gấu đây, tượng bé nhưng mà khá to đây. Sao mà nghe nhạc giống như boss á. Boss hay là cái gì đi chưa nữa thì vẫn đá liên toại. Cái này gọi là liên toại cước. Rồi, kỹ năng. Rồi, nhưng mà con này đỡ kinh quá các bạn ơi. Mình vẫn tiếp tục liên tại cứu thôi. Không thể nào mà gọi là bỏ. Ơ, khoan nữa. Nếu mà để ý kỹ các bạn sẽ thấy có thời gian ở trên. Và cái thời gian ở đây như là nó ngắn hơn thì phải. Rồi, lại tiếp tục kỹ năng nữa. Và lần này là đá trúng không chừa một phát nào. Không biết một phát nào hết. Rồi, bước lại đây nè. Tiếp tục. Không biết là đó có phải là boss hay không, nhưng mà vẫn đá các bạn cười. Phải là cố như thế nào đó để đánh mà không mất giọt máu này mà mọi người, chắc là khó. Aries trong cái hình tượng gọi là khá là giống học sinh các bạn cười. Ồ, thay đổi rất là coi thường luôn. Được. Ôi. À, hù cho hết hồn mà. Mới vô thấy đá quái cái tưởng là ghê lắm. Ai ngờ đâu cũng bị đạp vào mặt. Liên tội cước. Ừ, đúng rồi. Đá. Kỹ năng. Không ra kỹ năng các bạn cứ làm như thế nào để ra kỹ năng đi. Ơ, à, chơi trò gì. Hết cách rồi, cho tôi phải đấm ngay đầu gối. Kẻ thù đang chơi cái kỹ năng gì đây. Kẻ thù đang chơi kỹ năng là. Ơ, à, phải đã, nó cũng có chắc con ra một tím à. Là nguy hiểm các bạn chơi, nhưng mà nó lại đặt khóa về kỹ năng đấm, thế là cái chân mình dài hơn và mọi thứ kết thúc. Đến Rico các bạn ơi, một bạn có tay mèo à, tay mèo hay là cái gì đi chơi nữa thì chắc là cũng không có gì thay đổi đâu. Đến bây giờ là có cả thú nhân lọt vào trong đây thưa các bạn ơi. À, đúng rồi, đúng là cái thời gian ở đây là 99 lần các bạn ơi, mà cái thời gian ở chỗ con gấu nãy chắc là boss, cho nên là nó chỉ có 80 thôi. Mình cũng bắt đầu đau những cái ngón tay rồi. Tại vì cái liên tội này phải bấm rất là nhiều mới được. Nào đối thủ. Mệt quá, không đỡ cũng vậy thôi. Có khác gì đâu. Đánh được có một phát. Tội nghiệp. Thấy mình chơi cái kỹ năng khác cái là bắt đầu bu cái mặt vô và bị đá trúng. Ơ, à, lùi lại à. Một cái chiến thuật mới. Nhưng mà rất tiếc là đá. Đấy lẽ là cái đòn đó là cái đòn quyết định rất là hay đấy mà KO. Để mà gọi là làm màu, làm me ra vẽ cho các bạn xem, hóa ra lại không được. Khá là dục. Khuôn mặt rất là ngầu. À, tới boss nữa sao ấy? Mỗi lần tới boss là toàn là xuất hiện ra mấy con gấu mà bây giờ là Crazy Big. Crazy Rabbit chứ. Điên thỏ. Đó, nếu mà đọc cái tên là tiếng Việt khá là ngầu các bạn ơi. Quay lại cái con điên thỏ này. Nó có thể cúi đầu xuống hay sao ấy, cho nên là thỉnh thoảng mình đánh không trúng. Ra bên dựng phải đá ra kỹ năng kia.
để ba gọi là dụ nó thôi, xong tiến lại gần. Ôi tội nghiệp boss các bạn, không có một giọt máu nào luôn ấy. Nãy mình nhận ra mình chưa mất giọt máu là cho Taylor mình mới tăng động như vậy. Trời, có được thêm một cái tốc độ chậm nữa cho nên là kẻ thù của chúng ta. Ủa? Hả? Gì vậy? Cái đòn vừa rồi là gì vậy? Heo. Tấn công tầm xa à? Gián lận à? Gián lận hả mày? Tấn công tầm xa hả mày? Bị ngu à? Đây là game gì? Đây là game đối kháng có biết không? Hả? Đi chỗ khác mà chơi. Mày không có đất ở chỗ này. Con này là Rapti Raver chứ phải Ray gì, nãy mình đọc lộn hay sao ấy. Nhưng mà rất tiếc là con gì cũng vậy thôi. Tạm biệt nha. Ai đã thử tiếp theo của chúng ta là gì đây? Chẳng lẽ đấu hết tất cả? Ơ, Yuka Bikini. Có khác gì Yuka đâu. Ơ nhưng mà Bikini nhìn nó ok hơn tí vậy. Có khác gì Yuka đâu. Ờ nhưng mà nhiều khi cái này là kiểu như là chúng ta đã được mở ra nhờ có cái nhờ đánh tới cái bàn này chăng? Giữ y như cái bàn cũ, chắc là các bạn nhìn nãy giờ các bạn cũng quái rồi. Khi mà mình không tạo ra được bất kỳ cái kỹ năng nào mới, thử xem. Thử chơi đấm xem. Ôi, mình mất cảnh giác và nó đã chơi cái kỹ năng chẳng khác gì mình. Hóa ra con này làm được như vậy, mình tưởng nó khác chứ. Nhưng mà vẫn đấm mặt thôi, kết thúc cái đoạn bằng đấm nhá, giờ khác rồi chưa. 2 hours later. Yuka Jackson. Mình hỏi thật là cái game này đến bao giờ nó mới kết thúc vậy? Chẳng lẽ nó vẫn cũ luôn. Quay không đồ đâu nhá. Thêm một con boss nữa mà nó không kết thúc cái game thì là chắc mình nghỉ nhá. Tại vì dù có chơi tiếp đi nữa thì cái kết quả là mình vẫn thắng đó các bạn cơ. Đến đây tấn công đi nào. Trời, cùng là Yuka mà tại sao lại không làm được cái gì nữa. Chỉ có khác nhau mỗi cái bộ đồ thôi à. Đây nó phải là một cái bộ anime nào mà mặc trang phục vào nó sẽ thay đổi sức tấn công đâu. Bước lại đi. Áp dụng đúng có một cái kỹ năng và gọi là thắng lâu thắng dài, ghê chứ. Bây giờ thì mới tính boss đây, lâu quá. Nếu mà theo mình biết là bây giờ chắc là sẽ là cái trận boss, sắp tới là trận boss đây. Ở những lúc mà mình không tập trung vào cái đòn tấn công là nó không hiểu sâu ra kỹ năng cái vậy. Còn những lúc mình tập trung và mình tạo ra đòn kỹ năng là không được. Đỡ đi. Mạnh lắm mà. Mình sẽ tạo cho các bạn xem một cái đòn mà chúng ta không bị mất một cái giọt máu nào luôn. Đấy, cứ lại gần là đá. Còn đứng xa là đá bằng cái chân này. Xong. Chẳng có mất một tí máu nào cả. Nếu mà mình nghiêm túc là nó sẽ không bị mất máu. Rồi, Akane Jaxus. Cái quái gì thế, bao giờ mới kết thúc cái game này? Chúng ta đã có một cái trận chiến vĩnh cửu rồi. Cực đạo võ đường à. Giờ thậm chí là mình đá cái kiểu này đi chăng nữa thì cái con kia nó cũng không làm gì được mình. Buồn là thế. Ơ à, mới vừa mất cảnh chép một tí là láo à. Nãy giờ làm cái trò hề gì á, đứng ở đây. Cái tảng đá lên đầu xong rồi. Cái đầu bật ra xong phía sau rồi chắc là thốn lắm. Rồi, tiêu diệt được rồi. Nào đứng dậy đi. Không biết là còn một mạng nữa mà. Ôi, lúc nào mà con này, lúc đầu tiên nó khai cái đòn đánh là nó cũng khá là nhanh. Thôi nào, đừng có mà dạy chết nữa, con cá kia. Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Chỉ là con cá nằm trên tóc thớt thôi.
ngạo nghệ, gọi là cao ngạo một chút nhỉ, vênh váo chút các bạn ơi. Không, đúng là con cá nằm trên tóc thớt thật, không làm được gì mình cả. Thỉnh thoảng có thể tiếp cận được tí, nhưng mà rất tiếc là đều bị gọi là vô hiệu hóa bằng cái kỹ năng là đá liên toại. À, đã đến lúc ra một đòn kỹ năng chưa? Rồi, chạy buồn thế. Vậy thôi à. Nãy ghê lắm mà. Rồi, bây giờ chị như một con rắn trước mặt một con chồn thôi. Chúng ta đã giành được chiến thắng, mình quên mất con chồn, nó tình dạng chồn lửng, đúng rồi. Hả? Hả? Nãy là đồ bơi, bây giờ tới chinh phục. Kiểu này các bạn có mình nghĩ là chắc là nó sẽ không bao giờ kết thúc đâu cái game này. Thôi bây giờ là mình sẽ gọi là tạo một cái thử thách gì đó đi. Chứ nếu mà cứ tiếp tục như thế này là mình sẽ không bao giờ thua các bạn. Rất là nhục. Mình sẽ thử thách mình bằng cách là mình chỉ đấm thôi. À, đấm không công hệ với con này rồi. Con này chơi đá rất là hèn, đá dưới chân các bạn ơi. Mình nhớ là xưa mình từng chơi cái game gọi là đối kháng nào và cũng có cái trò đá dưới chân như thế này nè. Mỗi lần mà đá dưới chân là không bao giờ thua được á. Đúng là có bạn nào còn nhớ không? Nói chung là cái thời mà nghĩa là cái thời mà chơi cái máy mà cắm băng vào chắc là xưa lắm rồi. Còn nhớ là xưa chơi trò xe tăng này. Rồi Mario. Là cái game gì mà Nacha gì dạy cứu người đó vậy. Nacha dạy cứu gì mình quên tiêu rồi. Đúng rồi, cái kỹ năng này này. Làm sao để làm được cái kỹ năng đó ta. À thua rồi các bạn ơi. Do là mình đã thắng quá nhiều cho nên là mình muốn tìm ai đó gọi là đánh bại mình. Chắc là video nó cũng khá là dài, khá là nguy hiểm rồi, cho nên thôi chúng ta nên dừng lại tại đây nhé. À, không có tiếp gì nữa cả. Mình ra mình check một tí xem là rốt cuộc là tại sao nó lại có nhiều chinh phục như này đây. Hả? Có khi nào là cái con nãy là cái con cuối cùng không? À, nhưng mà không phải như vậy, tại vì con có kiểu Yuka Black Suit nữa các bạn ơi. Tức là cũng không hẳn như vậy. Ở Yuka Black Suit cơ xem nó khác gì không? Cũng vậy, không có khác gì hết thôi. Nói chung là cái video này nó sẽ kết thúc tại đây với các bạn ơi. Nếu mà mình tìm thấy những cái game nào mà là cùng dòng với lại Yare Simulator nữa thì mình sẽ gọi là giới thiệu cho các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này nữa. Nếu thích video này, mong cho mình một like, đăng ký cho mọi người. Đừng quên lấy chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Mình hẹn lại với video khác. Bye bye.